Xin kính mời đại chúng an toàn. Thưa quý vị, tiếng Việt mình đọc đều là chữ Minh hết, nhưng mà chữ Hán nó khác, hai chữ nó khác. Đây là chữ tượng hình, đây là mặt trời, chữ Nhật là chữ Nghiệp, đây là chữ cho ánh sáng. Minh đây là ánh sáng. Đó, còn Minh đây là bóng tối hay là u tối. Hai chữ Minh nó khác nhau. Các bạn đọc âm nó giống nhau nhưng mà hai chữ Minh nó khác nhau. Còn vô minh đó, là vô minh ở đây. Đó, là không có ánh sáng. Vô minh là vô minh, chữ minh này là không ánh sáng, cho vô minh là không bóng tối. Đó, cái chữ Hán nó khác như vậy. Đó, cho nên là mình đọc, khi mà các bạn biết chữ Hán phải đọc cái chữ Hán thì mình mới hiểu được cái nghĩa nó. Đó, cho nên cái âm Hán Việt, mình gọi là âm Hán Việt mình nó khó từ đây. Cho nên là khó, cho nên là mình phải biết cái nghĩa nó. Còn không là mình biết theo cái cách dùng của mình thói quen. Đó, mình dùng nhiều mình kinh nghiệm. Đó, ngày xưa mà không có cái từ điển á là mình phải học từ vị thầy. Là mình học, mình dùng nhiều, mình gặp nhiều á, mình biết rồi thôi. Chỗ trong cái câu đấy, trong cái từ đó, một cái từ vậy, trong cái câu đó mình biết cái nghĩa của nó. Dạ. Yeah. Nếu mình không biết chữ Hán. Dạ. Yeah. Cho nên là cái vô minh là không có ánh sáng, còn minh là bóng tối. Nó khác nhau. Mịn. 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 Cái âm đó dụ sư, sư, võ sư, sư, sư là gì? Sư là sư phụ, sư là thầy, mà sư là chữ la, chữ thị á, động từ tu bi á. Đó, nó có nhiều âm, chữ tiếng Anh nha quý vị, cùng âm. Dạ. Đó, nó tùy theo giới của tiếng Anh không có thôi, cho nên phải spelling đó. Nhất là cái tên là phải spell đó, chứ còn spell ta đâu biết đâu. Hoặc là mình nói đây là biết cái từ đó, trong cái câu đó là cái nghĩa nó như đấy. Cái âm nó giống nhưng mà khác nghĩa, bất cứ ngôn ngữ nào vậy, nó có cùng âm mà khác nghĩa quý vị. Đó. Cho nên ví dụ nói là nhiều chữ lắm quý vị, rất là nhiều chữ. Đó. Nhụ hương là gì? Qua hương, hương là hương thơm. Các người ta đúng không? Đó có nhiều cái chữ á, nó tùng cùng âm mà khác nghĩa. Cùng âm mà khác nghĩa, đọc chữ ly hương là không phải là hương, không phải là thơm, mình biết cho gì. Là rò vơ, xa vơ. Đó. Còn hoa hương là biết là mùi thơm của hoa. Thì mình cái kinh nghiệm ấy thôi. Nhưng mà thật sự chữ Hán nó khác với vậy. Ví dụ vậy, cho nên là chúng ta phải biết, cho các vị, chúng ta biết là các vị rất thắc mắc mình là, tức là mình là u tối, là bóng tối. Cái nghĩa đó là bóng tối. Cái bộ mịch nè, nói ra nó nhiều lắm. Tại cái bộ mịch nó chia mặt trời nè. Mặt trời mới thành cái nghĩa đó. Học nó nhiều lắm đó. Nó chia mất ánh sáng cho người ta, đúng không? Mình tức là chia. Mà chia cái gì? Chia ánh sáng. Thì cho nên là tối mai chia ánh sáng là bộ. Cái nghĩa đó là phân tích chữ quý vị. Tại cái chữ Hán nó rất hay, tượng hình, tượng thanh, hội ý. Nó có nhiều giờ. Còn minh là vô minh là không ánh sáng. Vì sao có mặt trời, mặt trăng là ánh sáng, đúng không? Người ta tượng hình. Đó, người ta vẽ mà gọi chữ Hán này. Cái chữ Hán ngày xưa gọi là vẽ. Đó. Dạ. Thì ngu đó, giờ cũng là ngu đó. U tối là ngu si đó, là vô minh đó. Mà ngu là si mơ đó quý vị, ta là si mơ này. Tức là các vị nên nhớ là mỗi vị dịch thuật họ dùng mỗi cái từ khác nhau. Nhưng mà cái từ tiếng Phạn Sanskrit là một từ. Ví dụ như là Ngài Hiền Trang dùng là hữu lậu, thì Ngài Châm đó gọi là hữu lưu. Lưu cái dòng chảy á, thì cũng lậu là rơi rớt. Nhưng cái chữ Hán đó, Savara thì nó một chữ, cái chữ Sanskrit nó một chữ, nhưng mà chữ các tùy theo ông nào cũng dịch như thế nào. Các vị hiểu không? Đó, nó khó cho mình là chỗ đó. Nó khó cho mình là chỗ đó. Đó, vì mình bị ảnh hưởng bởi người Tàu. Thì mình phải chịu thôi, chứ bây giờ sao? Các vị hỏi chúng tôi phải chịu thôi. Còn ví dụ như bây giờ cái người Tích Lan
hay là ví dụ người Thái Lan đi, họ cũng dịch kinh từ tiếng Pali ra, nhưng nó chỉ qua có một giai đoạn thôi. Các vị hiểu không? Nó qua một giai đoạn thôi. Còn mình là từ tiếng Phạn qua tiếng Hán, từ tiếng Hán qua tiếng Việt, mình đã qua cái giai đoạn thứ hai. Cho nên mình bị ảnh hưởng bởi cái chính giữa, cái câu nói. Còn kia họ chỉ từ tiếng Phạn mà dịch ra tiếng Thái, hoặc là tiếng Miến Điện, hoặc là tiếng Tức Lan. Cho nó không qua cái câu nói, nó trực tiếp hơn. Đó, mình bây giờ dù như là mình bị qua nhiều quá. Ví dụ nếu mình nói ở Pháp là Đa Ma, Pháp giới là Đa Tu, thì mình nếu mình dịch từ cái tiếng Phạn ra tiếng Việt mình nói dở các người ta đúng không? Pháp, Đa Ma là dạy Đức Phật, còn Đa Tu là coi như cái giới hạn phạm vi của các pháp, nó có nhiều nghĩa. Rồi xong rồi là các vị tổ bên Trung Hoa ngày xưa đó là nhiều ngài giải thích theo nhiều cái nghĩa khác nhau nữa, nó không phải là một nghĩa. Ví dụ như bên nếu mình học đơn giản Đa Ma là lời dạy Đức Phật thì nó bình thường, nó quá dở cho mình. Giáo lý là dạy Đức Phật ở ví dụ người Tích Lan, người Miến Điện học như vậy. Còn mình ở chữ Pháp là phân tích ra là nhìn nhậm trì tự tánh vị sanh Phật giải, nó tức là nó có nhiều cái nghĩa. Rồi Pháp là gì? Pháp gió, Pháp tánh, Pháp đồ, nó cặn thêm cái từ ở sau từ đuôi nữa. Cho mình bị là coi như là Pháp tướng. Các vị thấy đúng Pháp tướng là gì? Nó thuật ngữ quá, tức là chỉ cho mọi hiện tượng trong thời gian này gọi là Pháp tướng thôi, tức là thời gian Pháp, chỗ khác gọi là thời gian Pháp. Cho nên mình khổ là chỗ đó vì mình bị qua cái câu nói, mình không có trực tiếp. Còn mình học trực tiếp là nó cho mình học cái bản, đây là cái bản Hòa Thượng Tọa Sĩ ngày dịch trực tiếp từ tiếng Phạn ra tiếng Việt, nhưng mà mình lại không biết tiếng Phạn, nó là khổ chỗ đấy. Mình lại không biết. Dạ, yeah. Ví dụ bây giờ mình biết tiếng Phạn đó, thì cái chữ Phạn nó dù hữu lậu là chữ là gì, người ta giải thích bằng tiếng Phạn chữ hữu lậu đấy, cho nên mới có những cái cỡ tụng ở dưới này thì mình đọc như vậy mình hiểu hơn. Nhưng mà giờ mình qua tới 2-3 cái giai đoạn rồi, và trong khi là dịch là những vị tổ bên Trung Quốc ngày xưa đó là mỗi nơi dịch mỗi khác rồi, nó rất là phiền. Và cái văn phạm phải dùng cái từ đó, nó rất là khổ cho mình. Còn nếu mà mình học trực tiếp thì nó dở. Cho nên là một trong những cái khó khăn cho mình, cố gắng mình hiểu một phần nào thôi đó, chỉ là mình căn cứ cho chúng tôi mới y cứ chính vào trong bản tiếng Việt này để các vị khỏi rắc rối thôi. Dạ. À, bây giờ xin quý vị Hoàng Nghĩa Lập ra trang 84. Yeah. À, chúng tôi xin nhắc lại những cái ý chính mà hôm vừa rồi chúng tôi chia sẻ quý vị. Cái bài cỡ đầu tiên là cái phần tự không, tức là phần mở đầu. Mở đầu là gì? Là vị luận chủ, tức là người tạo ra cái bộ luận này, là tổ Thớ Thông. Ngài mới cung kính đối với Đức Phật, thì sự cung kính nó qua bốn cái bài cỡ đúng không? Bốn câu cỡ và một bài cỡ gồm bốn câu. Thì cái ý chính của các vị ghi hết rồi, giờ các vị nghe đã nhắc lại để các vị nhớ. Đó, cái sự cung kính của vị luận chủ này đối với Đức Phật như thế nào? Thứ nhất là tán thán Đức Phật là một bậc đã tự giác, tức là trí đức và đoạn đức, đúng không quý vị? Mà tán thán Đức Phật là một bậc đức đề ân, ân đức tức là lợi tha, tức là từ lợi và lợi tha, và cái lời dạy của Đức Phật là đúng với chân lý, tức là bậc như lý sư, đánh lỡ bậc như lý sư, tức là cái vị thầy đã chứng ngộ chân lý và nói lại cái chân lý đúng như vậy. Rồi vị lượng chủ mới tạo ra cái đối pháp tạng, tức là tạo ra cái bộ luận này. Đó, tức là đối pháp tạng luận ngã đương tiếp, rồi vị luận chủ tức là ngài Thớ Thông đó, mới nói ra cái bộ luận câu xá này, tức là Abhidhamma dịch nghĩa là đối pháp tạng. Thì thưa quý vị, ở trong cái phần mà nói về cái bóng tối thì nó có hai cái chính không, tức là nhiễm ô vô tri và bất nhiễm ô vô tri. Tức nhiễm ô vô tri là chỉ do cái phiền não không biết bởi những cái sự dơ bẩn, tức bất tịnh, đó là chỉ do cái phiền não. Vì sao mình bị nhiễm ô? Là do cái phiền não nó cản trở, nó gây ra cái chướng ngại mà mình không có thấy được
cái sự thật của các pháp, đó gọi là nhiễm ô vô đi, mình không biết. Cái vô minh là cái minh về bóng tối đó, là nói một cách khác, những cái bộ luận khác nó là phiền não trước, tức là chướng ngại của sự phiền phiền não. Còn bất nhiễm ô vô tri, tức là cái thấy, cái không biết của sự không có dơ bẩn, nhiễm ô. Đó là vì sao? Vì cái trí tuệ nó rất là thấp, gọi là liệt tợ. Liệt tợ tức là cái trí tuệ nó rất là thấp. Nó thánh là trí tuệ đanh lợi, mà liệt tức là thấp hèn, thấp kém. Vì cái trí tuệ thấp kém thì mình không thấy được chân thật của sự và lý các pháp. Tức là sự các pháp như thế nào và lý các pháp như thế nào. Sự nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, đúng không? Đó. Bản chất của các pháp như nào, tức là sự tồn tại các pháp và cái bản chất đang thơ vô cát. Các pháp nó ra làm sao? Mình không thấy được cái đó cho mình bị chướng ngại. Và những cái bộ luận khác giải thích cái điều này là do, tức là sở tri chướng, tức là sự chướng ngại của cái hiểu biết của mình. Do cái hiểu biết mình nó bị chướng ngại cho nên mình không có thấy được, không có biết được. Đó cũng là một trong những bóng tối mà Đức Phật là một bậc đã đoạn trừ tất cả mọi bóng tối. Còn Thanh Văn và Bích Chi Phật, tức là độc giác, chưa có đoạn trừ hoàn toàn cái bóng tối đó. Thì các vị hôm vừa rồi chúng tôi không có chia sẻ với quý vị, vì đây là bộ luận của phái Nhất Thiết Khu Bộ, thì các vị phải nhớ được đó. Tức là bộ luận này là một trong những bộ luận của phái Nhất Thiết Khu Bộ. Mà phái Nhất Thiết Khu Bộ thì các vị học bên cái triết học của những cái bộ phái, thì các vị biết cái bộ phái này chủ trương như thế nào rồi, chúng ta không nhắc lại. Là chỉ nó tương đương với bên Thượng Tọa Bộ, tức là gọi là Nguyên Thủy Phật Giáo, hay là Nam Tông, hay là Tiểu Thừa Phật Giáo, không có nói đến Bồ Tát, tư tưởng Bồ Tát, các vị nhớ. Cho nên chỉ so sánh cái trí tuệ của Đức Phật và cái sự trí tuệ của những bậc Thanh Văn và Độc Giác, không nói Bồ Tát trong này. Bởi vì Nhất Thiết Khu Bộ không có, chưa có phát triển đến cái tư tưởng Bồ Tát. Thì Thanh Văn và Duyên Giác hoặc là Bích Chi Phật, cái sự giác ngộ của các ngài chưa có đầy đủ toàn giác như Đức Phật. Cho nên qua cái sự tán thán này, chúng ta gọi Đức Phật có một cái tôn hiệu khác là toàn trí và toàn bi. Các vị thấy đúng không? Tức là nó có nhiều cái từ mình gọi, tức là toàn bi là gì? Là cái lòng từ bi Đức Phật khó độ chúng sanh, nó đã hoàn thiện, nó đã viên mãn, thì toàn trí và toàn bi. Chứ Đức Phật không gọi là toàn năng. Tại sao mình nói Đức Phật toàn trí toàn bi? Bây giờ mình hiểu rất là rõ, vì Đức Phật đã đạt được cái trí đức và đoạn đức, đúng không? Toàn bi là gì? Là ân đức, là cứu độ chúng sanh một cách viên mãn, chứ không gọi Đức Phật là bậc toàn năng. Rồi ở đây là so sánh, vì Thanh Văn và Độc Giác chưa có đoạn trừ được cái trầm sa hạnh, tức là cái phiền não nó nhiều như cát, như vi trần nó nhiều không, rất là nhiều, và cát sa tức là cát, quý vị, như là rất nhiều, như là cát rất là nhiều, như là vi trần. Thanh Văn và Độc Giác cũng đoạn trừ cái phiền não, nhưng mà chưa đoạn trừ hết cái trần sa hạnh. Từ ví dụ cái phiền não nó nhiều như cát, nó nhiều như bụi ở trong hư không đó. Cái bụi ở trần tức là bụi hạt, bụi trong hư không không thể nào tính đếm được, nhưng mà Phật đã đoạn trừ hết cái trần sa hạnh. Chỗ khác thì gọi là vi tớ vô minh, tức là nó có nhiều cái từ đó mà gọi, hay là vi tớ phiền não, thô phù phiền não. Ví dụ là cái thô phiền não và cái vi tớ, cũng như là Thanh Văn là đoạn trừ được tham sân si, nhưng mà chưa đoạn trừ hết cái vi tớ của tham sân và si. Đó chỉ là nó không có hiện hữu thôi. Đó là sự khác nhau giác ngộ, cái trí tuệ giữa Phật và Thanh Văn, cũng như là Phật và Bích Chi Độc Giác. Dạ, đây là cái lời tựa, chúng tôi xin tóm gọn lại để quý vị nhớ là tán thán Đức Phật là tán thán như thế nào. Tới một bậc toàn trí, một bậc toàn bi, và bậc đó là đã giác ngộ được cái chân lý và nói lại cái chân lý cho chúng sanh. Cho nên là tôi là người tạo ra cái, bắt đầu tôi sẽ diễn luận đối pháp tạng, tức là tạo ra cái đối pháp tạng, tức là Abhidhamma
Dhamma là dịch ra là đói, pháp Abhi là đói, Dhamma là pháp, Kosa là tạng, Kosa là tạng, tức là câu xé đó. Còn Abhidhamma đó, tức đối pháp là chỉ chung cho tất cả những bộ luận, tức là chỉ chung, các vị biết nhớ cái từ này Abhidhamma, dịch nghĩa là đối pháp đó, hay tùy pháp, hay là thắng pháp đó. Bây giờ mình đang nói chữ một từ đối pháp đó nha quý vị, tại mình đang học cái từ đối pháp thì mình nói Abhidhamma là đối pháp, Abhi là đối, tức không có cái gì vượt lên nữa. Dhamma là pháp. Cái từ đối pháp á, là từ chỉ chung trong cái luận tạng, tức là Abhidhamma Pitaka, tức là kinh luật và luận chỉ chung. Còn Kosa là chỉ cho cái bộ luận này, chỉ riêng cho cái bộ luận này, coi mình gọi tắt là luận Kosa đó. Còn Abhidhamma là rất là nhiều bộ luận nào cũng có cái chữ Abhidhamma đó, đầu tiên đó. Nhưng mà luận gì, luận Kosa hay luận là pháp trí hay là luận gì đó. Cho bây giờ cái bài tụng thứ hai là giải thích cái chữ A Tỳ Đạt Ma. Các vị là lọt ra trang 84 đúng không? Là chữ A Tỳ Đạt Ma là gọi là đối pháp đó. A Tỳ là đối mà Đạt Ma là pháp Đa Ma đó quý vị. Tức đối pháp nghĩa là gì? Tức ngài giải thích cái từ đối pháp nghĩa là gì? Tức tại vì ngài Thối Thân tạo ra cái luận đối pháp, tức là tạng đối pháp, đối pháp tạng, thì ngài phải giải thích đối pháp nghĩa là gì. Đó, thì các vị đọc vào trong cái bài cỡ này là tịnh huệ tùy hành tức đối pháp, tức là tịnh huệ tùy hành gọi là đối pháp. Tức đối pháp nghĩa là gì? Tức là gồm cái tịnh huệ và tùy. Thì tịnh huệ là gì, tùy hành là gì, mình sẽ giải thích sau đúng không? Không, bây giờ nói một cách ngắn gọn là đối pháp là gì, đó là tịnh huệ và tùy hành. Thứ hai là gì? Và các họ luận dẫn đến đấy, tức là chư họ chư luận, tức là các họ và các luận thì gọi là đối đối pháp. Nó có hai phần nha, đó tức là tịnh họ tùy hành gọi đối pháp, và các họ cũng như các luận, tức là những cái điều kiện, những cái phương tiện dẫn để đạt được đến cái tình họ và cái tùy hành đó. Đến đó là đến đâu, đến đó là đến đâu, tức đỡ đạt được cái tình họ và tùy hành đó, thì những cái này các họ và các luận cũng gọi là đối pháp. Xong cái chỗ này chưa, tức định nghĩa đối pháp là gì đó, là ít nhất mình phải biết đối pháp là tình họ và tùy hành cũng như các họ và các luận đỡ đạt được cái tình họ và tùy hành đó gọi là đối pháp. Nó gồm hai phần. Các vị nắm cái chỗ này thì chính nó đừng sao là đỡ mình xuống dưới là nó khỏi lộn xộn. Bây giờ cái trong luận này định nghĩa là Abhidhamma đúng không? Đang giải thích từ Abhidhamma. Abhi là đối, Dhamma là pháp. Bây giờ giải thích là Abhidhamma nghĩa là gì? Hay nói cách khác là đối pháp nghĩa là gì đúng không? Thì trong cái bài luận này, bài cỡ này, Tổ Thối Thông giải thích là tịnh huệ và tùy hành thì gọi là đối pháp, các họ các luận đỡ mà hướng dẫn đạt được cái tịnh họ tùy hành nó cũng gọi là đối pháp. Đến đấy á, đến đấy là đến cái gì đó đạt được cái tịnh họ và tùy hành đó, tương đối cách khác là các họ và các luận cũng gọi là đối pháp, được chưa? Nó có hai phần nha, một phần là lý và một phần là sự. Cái phần đầu là lý, cái bản thờ đó, bản thờ đối pháp. Cái phần thứ hai là cái phương tiện nào, cái phương tiện tức là tư lưu, tức là dẫn đến đã đạt được cái tình hội và cái tùy hành đó, là cái phần tu tập, cái phần thời gian đó. Tại sao có hai phần, các vị nên nhớ cái phần trên là cái phần bản thờ, cái phần thánh pháp tức là xuất thời gian, tức là pháp thù thánh. Cái phần dưới là cái phần thời gian pháp, tức mình phải tu tập, mình phải có cái phương tiện, phải có cái gì đó để mình đạt được cái tịnh huệ và tùy hành. Tùy hành tức là gì, là những cái lệ thuộc vào cái tịnh huệ đó, nó tùy thuộc vào của chủ và tới hả, ở tùy thuộc vào cái tịnh hành, cái tịnh hành tịnh huệ đó.
Bây giờ cái nghĩa chính của cái hai câu cỡ này các vị đã nắm bắt rồi đúng không? Dạ. Yeah. Một phần là thánh nghĩa là xuất thế gian, phần cái câu trên đó. Còn cái câu dưới là các họ các luận là chỉ cái phần tư lương tức cái phần thế thời gian pháp, còn là pháp tướng pháp. Pháp tướng pháp là cái pháp của thế, pháp tướng đó. Còn kia là pháp, pháp tánh, tức là thánh nghĩa, còn là pháp tánh đó quý vị. Nó nhiều từ khác nhau lắm. Đó. Thì mình biết là cái pháp bản thở và cái tức là lý và sự và tức thở và hiện hiện tượng nó bản thở và hiện hiện tượng của nó. Bây giờ mình giải thích nè, cái này các vị không ghi, các vị nhìn trong sách rất là rõ có giải thích rồi. Đó. Bây giờ các vị đã nắm bắt ý chính của hai câu cỡ này đúng không? Đối pháp là gì? Đó. Rồi bây giờ mình giải thích nè. Dạ. Yeah. Họ ở đây là sự tư trạch pháp. Tư là tư duy, cái suy nghĩ, tức là mình phải có cái trí, phải có sự hiểu biết. Lâu nay mình học trạch pháp là lựa chọn đúng không? Trạch là giảng trạch, là lựa chọn. Nhưng mà bây giờ mình giải thích rõ tại sao mình lựa chọn được. Phải có hiểu biết, chứ không hiểu biết sao lựa chọn đúng sai. Các bạn nhớ đúng không? Mình học cái nghĩa căn bản trạch pháp là một trong bảy chi của thất gia chi đúng thất gia phần không thất thanh tài đó. Thì bây giờ cái trong luận giải thích là luận là gì các tổ, vì cái từ trong kinh nó quá sức là cô đọng mình không hiểu, cho nên các tổ mới giải thích rõ ra rộng ra để cho cái người hậu học sau này hiểu rõ. Bây giờ mình hiểu căn bản trạch pháp là lựa chọn pháp môn tu, đó là lâu nay mình hiểu đơn giản như vậy là đúng. Với trạch pháp mà là lựa chọn cái pháp đó mình tu, ví dụ mình tu thiền hay tu tịnh hay tu gì đấy, hay là mình tu bố thí thôi ví dụ là. Nhưng mà tại sao mình lựa chọn được, mình mới có sự hiểu biết. Đặt câu hỏi lại tại sao mình lựa chọn được là vì mình có sự hiểu. Tên tư trạch pháp tức mình có tư duy và có kiến thức, có sự nhận biết đó, tức là hiểu biết gọi là cái có cái trí, không không có khó đúng không quý vị thôi đúng không? Hả? Rồi tịnh là gì? Tịnh chỉ cho vô lậu. Như chúng ta biết rồi, tịnh tức là không có nhiễm. Đối với là nhiễm là chỉ cho vô lậu. Cho nên tịnh họ là gì? Là cái trí họ vô lậu. Cái này là cái bản thượng, cái quả. Tức là mình đã đạt được rồi. Mình đã đạt được cái trí họ vô lậu rồi. Các người thấy đúng không? Đó. Cho nên mình ở đây dùng một cái từ khác. Tịnh họ tức là chỉ cho cái họ vô lậu. Thì nó nghe một cái gì? Bát nhã. Bát nhã trí đúng không? Bát nhã trí đó. Đó. Đã qua bờ bên kia rồi. Tức vô lậu tức đã qua bờ bên kia rồi. Nhưng mà vì ở đây là không nói đến Bồ Tát. Nhớ cái chỗ này nha. Bộ phái nhất thiết khu bộ là không nói đến tư tưởng Bồ Tát, mà nói đến tư tưởng thanh văn độc giác. Tức cũng là thanh văn thôi, tức là tự giác là chính. Cho nên mới dùng cái từ vô lậu. Cái trí họ vô lậu là trí họ tức là đã giải, giải thoát. Cho nên mình nói là người đã giải thoát hoàn toàn có trí họ không? Đây nè, chị đã nè, trả lời đây nè. Nhưng mà cái họ đó là họ gì? Vô lậu gọi là tỉnh. Vô lậu, họ vô lậu nghĩa cái từ khác là gì? Không có nó bát nhã, thì không có Bồ Tát. Đó là mình so sánh thôi, các bạn nên nhớ yêu đó chứ không? Đó. Tức là lâu nay mình nói là trí họ vô lậu là cái trí họ bát nhã, cái trí độ đó đúng không? Nhưng bên này á, bên nghiêm thí á thì gọi là tịnh họ hoặc là họ vô lậu, được chưa? Rồi tức là trí họ, cho người giải thoát hoàn toàn người đã có trí họ không? Đó. Tự trả lời luôn, khỏi thấy mắt đó. Mình giải quyết cái thấy mắt của mình do mình nói giải thoát có giác ngộ không? Đúng không? Thì đang giải thích cho mình rõ này, tức là người đã giải thoát rồi thì người đó có cái hộ vô. Dạ, giải thoát cái hộ vô lậu. Rồi, tự hiểu thôi. Rồi, bây giờ trạch pháp là lựa chọn pháp tu, bây giờ tại sao mình trạch pháp được? Mình có hiểu biết, tức là có cái kiến thức, có trí tuệ. Ở đây trạch pháp nói cách khác là cái hiểu biết nhận thức. Nên trạch thức rất là rõ. Dạ, cho nên cái số 19 này các vị thấy chưa? Đó, sự tư duy gián trạch hay triển tạch, sự khảo sát, tại sao mình khảo sát được?
mình có sự hiểu biết đúng không? Đó, đó. Khảo nghiệm và pháp, tức là sự khảo sát và pháp. Tôi phải có cái hiểu biết về cái pháp đó, mình mới khảo sát, mình mới coi như khảo nghiệm đó, mình mới thực hiện, thực hành đó. Tùy hành là gì? Là chỉ cho coi như là những tùy tùng của nó, tức là những cái gì mà nó đi theo thôi, tùy tùng vào, tức là những người bạn, những bạn giúp mình. Thì từ từ mình sẽ hiểu cái chữ tùy hành. Cái chữ tùy hành này rất là khó. Nói cách khác, theo giải thích là những cái thiện tâm sở đó quý vị, dù tàm quý, tức là tự tánh của chúng sanh, tự tánh của mình, nó có cái thiện, có cái tàm, cái quý không? Tự tánh mình có tàm, có quý. Tức là những thứ nó lọ thuộc vào cái tịnh hội này, gọi là tùy hành. Tức là tùy là gì? Là tùy tùng đó. Hành tức là theo, tức là theo cái gì? Theo cái tịnh hội này. Tức là những cái tâm sở thiện nào, những cái điều thiện nào, nó theo cái hội vô lậu, kêu tịnh hội. Các vị họ khó hiểu đúng không? À, tức là cái hiểu biết, cái trí tuệ trong sạch đó. Nhưng mà nói trí hội vô lậu thì mình nghe nó quen rồi không? Hay trí hội pháp nhã thì mình quen rồi, mình quen rồi, mình nói từ tình hội thì nó hơi mới hả? Thì khi á, mà một người đạt được cái tình hội, tức là cái trí hội vô lậu, thì những cái gì nó lộ thuộc vào cái này thì nó cũng đều là thiện cả. Nên gọi là trong thiện tâm sở, 46 tâm sở quý vị, nó có thiện tâm sở, tức là ví dụ như là tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, đó là thiện tâm sở đó. Hay là tính, những cái đó nó tùy hành, đó là gọi là tùy hành đó. Tức là nó theo cái ông chủ, tức là những người mà lính mà theo ông vua, quan mà theo ông vua đó. Đó mà khó lên thì những cái thứ đó gọi là đối pháp. Tóm lại, năm ứng vô lậu, đó mình nghe từ biết mình năm ứng vô lậu. Tại vì sao? Niết bàn nó có hai, tức là hữu dư và vô dư. Vô dư là không còn năm ứng, mà khi mà hữu còn cái thân hữu dư này vẫn còn năm ứng, mà năm ứng nó là gì? Nó thuộc vào vô lậu. Tức là nó do cái thân này, ta là giải thích thêm thôi để cho các vị hiểu một chút thôi. Những vị đã, ví dụ những vị đại a la hán đi, những vị a la hán đi, đã giải thoát đúng không? Đã vô lậu rồi, nhưng mà còn cái thân này, còn ngũ ứng, còn sống mà, nhưng mà từ ở nơi cái ngũ ứng nó không sanh ra phiền não, nó không khởi ra phiền não, cho nên ngũ ứng vô lậu vẫn còn, thì đó là hữu dư nước bàn. Chứ a la hán đâu có tạo nghiệp pháp vị, thì còn là vô lậu đúng không? Thì ngũ ứng vô lậu chứ phải gọi ngũ ứng vô lậu là gì? Đó, nếu mà một người đó, cái đạt được cái tình hội này, có được cái tình hội, cái hội vô lậu rồi, thì tuy rằng còn cái hữu duy nước bàn là còn cái thân này, nhưng mà cái ngũ uẩn đó là tại không có từ nương từ cái thân này mà nó phát khởi ra phiền lậu, là phiền não, lậu là từ khác của phiền não. Nó có nhiều từ nhưng mà một cái nghĩa, kalesa đó là phiền não, hạt cũng là phiền não đó, thì nó không có phát sinh ra phiền não, không tạo thêm nghiệp. Nói cách khác thì nó dường nghiệp, tức không tiếp tục tạo cái nghiệp ác, không sanh ra nghiệp ác. Cho nên là năm ứng vô lậu được nói là A Tỳ Đạt Ma, tức là đối pháp. Đó là A Tỳ Đạt Ma theo cái nghĩa xuất thời gian, tức là siêu việt thánh pháp đó, tức cái nghĩa thù thánh đó, tức là nghĩa xuất thời gian đó. Đối pháp theo cái nghĩa thù thánh là gì? Tức là họ vô lậu và những cái gì nó lộ thuộc vào cái họ vô lậu đó. Nói cách khác đó là ngũ uẩn vô lậu, đó gọi là A Tỳ Đạt. Hiểu từ tịnh hội và tùy hành chưa? Dạ. Giải thích đó là cái câu đây là giải thích tại trên, nói là đối pháp là tịnh hội và tùy hành đúng không? Bây giờ tịnh hội là gì và tùy hành là gì? Đó, rồi là xong. Mà cái nghĩa này là đối với cái nghĩa siêu việt, tức là nghĩa xuất thế, thời gian, cái nghĩa thánh nghĩa pháp. Dạ, tối thánh pháp là thánh nghĩa pháp, thánh tức là thù thánh, cái nghĩa thù thánh bất khả tư nghị đó. Cái nghĩa siêu việt đó, ngài dùng từ siêu việt dễ hiểu hơn nha. À, nhưng nói theo cái nghĩa thường niệm là gì? Tức là cái nghĩa mà chúng tôi thường nói chân lý, nó có hai chân lý tuyệt đối và chân lý ước lợi. Tại cái trên là gọi là tuyệt đối, còn bây giờ thường niệm là cái nghĩa ước lợi.
tức là thớ tục đối với thời gian pháp đó, tức là pháp tướng pháp, cái từ đó là pháp tướng pháp. Các vị đọc trong kinh viên Đại Cương câu sáu lượng của ngài Thiện Di Bồ là pháp tướng pháp, hay là ngài coi như là hiện trang gọi là pháp tướng pháp. Pháp tướng pháp là pháp của thớ, thời gian cái pháp thời gian rồi, không phải là cái pháp thánh nghĩa. Cái pháp đó thì cái nghĩa A từ Đạt Ma theo cái pháp thời gian là gì? Cái câu này nghĩa là như vậy. Cái nghĩa của đối pháp và thời gian là gì? Cái nghĩa đối pháp và xuất thời gian là gì? Mình giải thích rồi cái câu trên đúng không? Bây giờ đối với thời gian là gì? Thứ nhất là các họ, cái chữ các họ và các họ này, các họ tức là chư họ, trong cái chữ Hán gọi là chư họ. Đó, các họ nghĩa là gì? Ở đây làm thế nào để mình đạt được cái họ, tức là cái hiểu biết đó. Một thì trong lượng giải thích, một là khi mình sanh ra là mình đạt được, tức là sanh đắc họ, tức là sanh ra là mình đạt được, thì bẩm sinh đó, gọi là trí họ bẩm sinh đó, thần đồng của quý vị, thì thần đồng là trí họ bẩm sinh đó. Và nói về cái thời gian mà, tức là có những người sanh ra đạt được trí họ gọi là bẩm sinh họ, hoặc là coi như sanh đắc họ, tức là sanh ra là đạt được cái trí họ rồi. Đó là một loại, mà loại này rất là hiếm. Các bạn nhớ loại này rất là hiếm, rất ít có, rất ít có trong thời gian này. Dạ, ta mới câu sanh, tức là đắc sanh đắc họ, cái thuật ngữ là sanh đắc họ, tức là sanh ra đạt được trí họ rồi. Đó, hoặc là bẩm sinh họ, tức là bẩm sinh của họ đã có rồi, tức sanh ra họ có từ bẩm sinh rồi. Đó, bẩm sinh tức tự có đó quý vị, tự có không phải là tự có đâu, đó là mình nói đang nói trong cái đời hiện tại thôi. Đó, cho nên đó là có trong quá khứ rồi. Đó, cho nên đó là một loại trí họ thứ nhất. Loại trí họ thứ hai là gì? Là mình thường nghe là họ nó có ba đúng không? Tam họ đó là nghe. Đó, do mình nghe pháp. Đó, nghe là nghe cái gì? Nghe chân lý. Do nghe mà mình có kiến thức, do cái sự nghe mà có kiến thức, mình gọi là văn tư tu đó. Lâu nay mình cũng nói là tam hội, tức là văn tư tu đó. Đó, và tư duy cũng như là tu tập. Anh ở trong đây nói nè, ở đây chỉ các họ hữu lậu, tức thời gian mà các vị, thời gian là hữu lậu các vị biết rồi đúng không? Đó, được tác thành do nghe, tư duy, tu tập và do bẩm sinh. Thì thuật ngữ của nó là văn tư tu và sanh tác họ, dịch nghĩa đó là do nghe, tư duy, tu tập và phóng sinh. Cái họ này là do bốn cái yếu tố này. Có luận thì giải thích thêm nữa là do tu thiền định, tùy theo mỗi luận mình học thêm nữa. Tức là nó có năm cái yếu tố: một là sanh ra là mình có được có liền, hai là do nghe, nghe là mình hiểu là nghe pháp nha, nghe những điều đúng, tư duy những điều chân chánh, tu tập thực hiện đó, và tu thiền, tu thiền, tu thiền định đó, do đó mà có được trí, do được cái họ. Giờ các luận là gì? Giải thích này, các họ và các luận này, đó là những cái phương tiện để mình đạt được cái tịnh họ, tức là cái họ vô, vô lậu, tức là nhân đó quý vị. Cái nhân gì? Nhân là do mình nghe, mình tu, bẩm sinh và thiền định, đúng không? Cái nhân là gì? Là do các luận, tức là do lý thuyết. Các luận là có phải là lý thuyết không? Đó, rồi mình dẫn đến cái quả là gì? Đó là mình được tịnh họ, gọi là họ vô lậu tới thanh minh. Tại sao đạt được thanh minh? Do nghi pháp, do tư duy, do tu tập, do tu thiền, thiền định. Dạ. Bây giờ các luận là chỉ cái gì? Nhắm mục đích là, tức là nó là cái điều mà đạt đến mục đích đó, tức là chứng đắc đó, họ vô lậu đó. Ấy cũng được gọi là A thì đạt ma, và vì là công cụ của nó, cái công cụ của cái tịnh họ. Cho nên là đối pháp mới xong chưa? Tịnh họ có hai nha, đúng chưa? Tịnh họ thì hành có hai: một là thánh nghĩa, tức là xuất thời gian; hai là thời gian. Mà xuất thời gian của nó là gì? Nó là vô lậu, tức là họ vô lậu. Và thời gian thì nó là do văn tư tu sanh ra được, và do tu thiền định. Các luận là những cái điều đó,
do đó mà mình đưa mình đặt đến cái sự vô lậu. Thì những cái các luận này thì gồm có là gì? Thì sẽ giải thích, tôi gồm có 7 bộ luận. Vì trong phái nhất thiết khu bộ này đó, nó có 7 bộ luận, cũng như bên Pali luận tạng thì gồm có 7 bộ luận. Thì bên bộ phái nhất thiết khu bộ này luận tạng cũng có 7 bộ luận. Thì 7 bộ luận đó là chia gồm như sau: một là pháp trí luận. 7 bộ luận, các vị nên nhớ, ở tại thế gian này hiện tại chỉ có 2 trường phái còn tồn tại đầy đủ Tam Tạng Kinh Điển, đó là Theravada và Svatavada. Theravada tức là thượng tọa bộ, mình gọi là Nam Tông, và Svatavada gọi là nhất thiết khu bộ, dịch là Hán Tạng đó, tức là Bát Tông đó. Bát Tông, Bát Tông không phải là đại thừa đâu quý vị. Bát Tông nó có nhiều tông phái, nhưng mà tại bây giờ mình kêu đại thừa quen với Bát Tông không phải đó. Svatavada tức là dịch là nhất thiết khu bộ, là còn đầy đủ 3 tạng kinh điển. Thì bên Nam Trường thì luận tạng cũng còn 7 bộ, bên nhất thiết khu bộ luận tạng cũng còn 7 bộ. Một là pháp trí luận đó, các vị ghi thôi chứ cái đây mình không biết đâu đó. Hai là tập dị môn luận, tập dị môn túc luận, thiên như túc cho rằng tập dị, dị tức là khác á, môn túc luận, túc là cái chân, túc là đại độ của già, các vị thân chữ túc là chân, túc là đại độ, túc là một đêm, tá túc đó, tá túc qua đêm đó, là chữ túc đó, chữ túc thôi, túc là đại độ, túc là chân. À, túc là coi ngủ là một đêm, cho nên cái chữ khác nó khác, mà chữ cái việc nó giống nhau. Ba là pháp uẩn túc luận, các vị đang học đúng không? Đó là một trong bộ luận mà của nhất thiết của bộ pháp uẩn túc luận đó. Túc luận các vị đang học rồi không? Thì nó là 7 bộ luận chính của phái nhất thiết của bộ là ba đúng không? Bốn là thi thiết túc luận, thi thiết và thi thiết túc, điều quá chữ túc đó nha, túc luận. Và năm là thức thân túc luận, thức là ngủ, thức ngủ á nha, thức là nhận thức đó nha, túc luận, điều quá chữ túc luận, hai chữ chắc là túc luận á, thức thân, thức là nhận thức đó, thức thân túc luận. Sáu là phẩm loại túc luận. Bảy là giới thân túc luận, chữ sau đều có chữ túc, đây túc đây quý vị, thì thiết bày ra. Dạ. Bảy là giới thân túc luận, thì các vị biết đây là 7 bộ luận của luận tạng của bộ phái nhất thiết của bộ. Một là pháp trí, hai là tập dị, ba là pháp uẩn, bốn là thi thiết, năm là thức thân, sáu là phẩm loại, bảy là giới thân. Thì ở đây thì mình được học cái pháp uẩn túc luận đúng không? Và chỉ một trong 7 bộ thôi, thi thiết túc luận, thức thân túc luận, pháp phẩm loại túc luận và giới thân túc luận. Thì đây mình chỉ học được là pháp uẩn túc luận thôi. Và đây các vị ghi cũng không nhớ, nói tôi cũng nhớ được rồi, chỉ biết là trong các vị chỉ cần biết đó, là phái nhất thiết của bộ này luận tạng còn có 7 bộ, nó tương đương với 7 bộ bên Nikaya, nghĩa là vô lắm rồi. Chứ còn tên từng bộ thì nói chung là mình không có nhớ nổi. Đó. Cho nên các vị hỏi các luận là gì? Thì mới giải thích ra các luận là gì. Vì sao? Chút nữa mình sẽ gặp. Vì như các vị đã biết rồi là Ngài Thớ Thâm đi vào các cái bộ luận này lấy cái nghĩa thù thắng nhất, cái nghĩa mà coi như là sâu xa nhất, cái nghĩa quan trọng nhất, chính yếu nhất, yếu nghĩa đó, gọi là yếu nghĩa đó, để viết ra cái bộ luận câu xá này. Tức là y cứ vào những cái bộ luận này, rút tỉa những cái tinh tế nhất đó, để viết được bộ luận câu xá này và thêm cái chú ý của Ngài vô. Cho nên những cái vị đương thời cho rằng là Ngài siêu dương, cái bộ luận này siêu dương phá nhất thiết vô bộ, nhưng mà thật sự không phải hoàn toàn là như vậy, chỉ là một phần thôi.
vì một phần cũng có của Ngài trong nó, mà một phần ảnh hưởng bởi tỳ tỳ và sa luận nữa. Thì hóa địa bộ tỳ và sa luận thuộc về hóa địa một bộ phái khác, chứ không phải là hoàn toàn là cái bộ luận câu xé này chỉ xiển dương giáo lý của nhất thiết bộ, không phải như vậy, các vị hiểu không? Đó. Và chỉ lấy những cái nghĩa tinh yếu của bảy bộ luận này và Ngài viết ra, cho nên nó coi như một quan một cách tổng quan thôi. Bây giờ mới tới định nghĩa chữ pháp. Hồi nãy giờ định nghĩa chung đối pháp là gì, bây giờ định nghĩa riêng từng từ là cái trang cái hàng cuối cùng đó. Trong này Ngài không nói gì pháp, nhưng mà thực ra là pháp này theo nguyên ngữ nguyên do duy trì yếu tính tự thân nên nó được gọi là pháp. Tức là pháp nghĩa là gì? Tức là duy trì cái đặc tính chính yếu, yếu tính đó về là tức là cái tính quan trọng đó, giữ gìn. Duy trì là gì? Là giữ gìn, đúng không? Giữ gìn cái đặc tính quan trọng, nếu mà nói dịch ra nghĩa nữa đó, tức là duy trì cái yếu tính đó tự thân thì gọi đó là pháp. Thì các nhà định nghĩa cái thuật ngữ là gì? Pháp là gì? Duy trì tự tánh vị sanh Phật giải đó. Tức là giữ gìn cái tính yếu là cái tự tánh của nó. Và người ta nhìn vào, người ta biết đó là cái pháp gì. Cho nên nói về cái bản thân là nó tự bộ pháp nó duy trì cái tính quan trọng của chính nó. Và nói về cái tướng là gì, là vì cái tự nó duy trì đó cho nên cái tướng nó khác nhau. Người ta nhìn vào, người ta biết đó là pháp gì, xanh, vàng, đỏ, trắng, vuông, tròn gì đó. Cho nên pháp nghĩa là gì, đã định nghĩa, đang định nghĩa pháp, chứ không phải. Nhưng mà pháp ở đây là định nghĩa theo cái nghĩa chung. Thì các vị sẽ học trong cái Phật Thừa Tâm Yếu Luận, thầy đồng viên sẽ dạy vào cái nghĩa pháp, các vị sẽ hiểu rộng hơn. Pháp là gì? Chưa tới cái chương này đúng không? Hay là đang học? Dạ, thứ vậy pháp là gì? Đó. Nghĩa của pháp tức là Dhamma thì Ngài Thái Hư sẽ giải thích rất là rộng. Đó, mà một trong những cái nghĩa chính của nó là là giữ gìn cái tính yếu quan trọng, tức giữ gìn cái tự tánh đó, mà người ta nhìn vào biết rằng đó là pháp gì, đó là nghĩa chính yếu. Dạ. Dạ, dịch đang nghĩa tiếng Việt đó. Nếu là pháp siêu việt, tức là pháp xuất thời gian đó, nếu là pháp xuất thời gian thì duy trì là niết bàn. Nó có pháp thời gian và xuất thời gian, đúng không? Nếu nói về pháp đó, mà pháp xuất thời gian là đó là pháp gì? Đó là niết. Niết bàn. Niết bàn là gì? Là vô úy, đúng không? Đó, tức là pháp, đối pháp mình đang giải thích cái chữ pháp, pháp là nó giữ gìn cái yếu tính của chính nó, đối người ta nhìn vào người ta biết nó là gì. Nhưng mà pháp mà đối với siêu việt, cái pháp siêu việt đó gọi là xuất thời gian đó thì gọi là niết, niết bàn. Niết bàn là gì? Là vô lậu, vô vi. Nếu là cái hiện tượng, tức là thời gian đó, nếu là cái pháp mà nói về hiện tượng đó, thì chỉ chung cho cả bốn thánh đó, tức khổ, tập, diệt và đạo. Tức là đây là đối về thời gian đó, là lấy cái chính yếu là tứ thánh đó, như chúng tôi trình bày cái phần tổng quan đó, hữu vi, vô vi, hữu lậu, vô lậu, là lấy cái pháp tứ diệu đó là chính. Vì nó đối hướng và đối quán, thì ta đang mô tả là đối nghĩa là gì? Đối pháp của quý vị. Nãy giờ mình đang giải thích cái pháp. Pháp là gì? Có hai pháp, thời gian và xuất thời gian, đúng không? Xuất thời gian là niết bàn, mà thời gian là lấy tứ diệu đang có trong cái bộ luận này. Tức là bất cứ cái bộ luận nào, các vị nên nhớ, các vị tổ đều lấy cái pháp tứ diệu đó nó một y cứ, nói về pháp thời gian. Ví dụ như trong luận Trung Quán, Ngài Long Thọ cũng giải thích về tứ diệu đó. Tánh không của tứ diệu đó là gì? Tức là luận nào cũng có tứ diệu đó trong đó, là nền tảng, vì đó là bài pháp nền tảng của Phật giáo, không có khó. Pháp thời gian, pháp là có hai. Thứ nhất là định nghĩa là nó giữ gìn cái yếu tính của nó, tự ta nhìn vô biết. Và pháp xuất thời gian là niết bàn, và pháp thời gian là tứ diệu, diệu đó. Tức khổ tập diệt đạo nhân quả nghiệp báo đầy đủ trong đó, đúng không? Nói tứ diệu đó là nói đầy đủ trong đó rồi.
Bây giờ đói nghĩa là gì? Đói pháp mà đang giải thích chữ pháp thì tới chữ. Chữ đói tức là Abi. Hồi nãy em nói là đam, à, Đạt Ma đúng không? Bây giờ nói tới chữ Abi. Tức là Abi á, Abi nghĩa là gì? Nghĩa là đói hướng và đói quán, cái hai, đói đó cái hai tức là hướng và quán. Đây là những cái thuật ngữ. Đói nó có hai nghĩa, tức là hướng và quán, nó cách khác là đói hướng và đói đói quán. Pháp là gì? Đó, nó cũng có hai nghĩa đúng không? Pháp thời gian và pháp sức thế. Thời gian tức là thánh nghĩa pháp và coi như thớ tục tục pháp nha. Tức là hiện tượng và coi như là siêu việt đó. Nói theo cái nghĩa hiện đại tức là hiện tượng và siêu việt. Bây giờ đói hướng là gì? Ngài giải thích tức đói hướng nè, tức là từ cái này mà mình đạt đến cái niết bàn, tức là nhắm thẳng đến niết bàn, hướng thẳng đến niết niết bàn. Mình tu để làm gì? Tức là cái luận này, mục đích cái đối pháp này, cái pháp này để nói là cái gì? Giúp chúng ta được đạt được cái giải thoát niết bàn, cái vô lậu đúng không? Mục đích tạo luận để làm gì? Đó là cái gì? Để mình hướng đến cái gì? Hướng đến cái niết niết bàn, tức là giải thoát và giác ngộ. Rồi bây giờ là quán chiếu cái gì? Tức là phân tích tứ diệu đó, mình biết rõ khổ là gì, tập là gì, diệt là gì và đạo là gì, tức là quán chiếu, soi xét, phân tích. Đó, phân tích cái gì? Phân tích chính yếu tức là nhân quả, thời gian và xuất thế. Thời gian đây chính là nhân, là tứ diệu diệu đó. Đó, nên gọi là đối pháp với yếu tính của pháp. Rồi bây giờ mình tóm tắt lại, bây giờ chúng tôi thưa là cái đoạn gì rồi giải thích chữ đối pháp đúng chỉ có hai từ thôi. Đối pháp tạng, giờ chưa nói chữ tạng, nó chỉ nói đối pháp không đúng không? Tức là Abhidhamma đó. Thế nào là đối pháp và gọi chung? Đối pháp nghĩa là tịnh huệ và tùy hành. Không, các vị đừng ghi nữa, ghi nãy vậy rồi, à, nhắc lại, đừng ghi rồi mà nghe đi, nghe để mình nhớ, nghe để mà nhớ, đừng ghi, các vị đừng ghi nữa, dạ. Tại bây giờ mình học đó, là A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, thì mình phải hiểu chữ A Tỳ Đạt Ma là gì, được chưa? A Tỳ Đạt Ma là gì? A Tỳ Đạt Ma nghĩa là đối pháp. Nó rất nói thì nó mình phải học âm đâu nghĩa đó. Phiên âm chữ Sanskrit là A Tỳ Đạt Ma, Abhidhamma tức là phiên âm là A Tỳ Đạt Ma, bắt cái âm thôi. Cái nghĩa của A Tỳ Đạt Ma là gì? Là đối pháp hay là thánh pháp hay tùy pháp, nhưng mình chỉ dùng một từ đối pháp, nhớ một từ đối pháp thôi. Tùy pháp thánh pháp thì mình đừng có nhớ, nhớ càng tốt, không nhớ cũng sao hết. Người ta hỏi hiểu là các vị học cái gì? Nói học là luận câu xá. Luận câu xá là nói tắt của A Tỳ Đạt Ma câu xá luận, được chưa? Rồi người ta hỏi A Tỳ Đạt Ma nghĩa là gì? Nghĩa là đối pháp. Đối pháp nghĩa là gì? Tùy tịnh, tịnh họ và tùy hành, và các họ cũng như các luận dẫn đến cái tịnh họ đó và tùy hành, nó gọi là đối pháp. Bây giờ tịnh họ là gì? Là họ vô vô lậu. Tùy hành là gì? Đó là những cái gì đang lộ thuộc vào tịnh họ đó. Rất là rõ. Rồi trong cái đối pháp nó có hai nghĩa: thời gian và xuất thế. Thời gian đúng không? Các vị ta đúng không? Nghĩa xuất thời gian là gì? Tức là gọi là nói tóm lại tức là năm uẩn vô lậu là tịnh họ tùy hành đó, đó là trí họ vô lậu. Và thời gian là gì? Là các họ và các luận, các họ còn có năm bốn, trong này nó có bốn thôi, tức là tự nhiên mình sanh ra mình đạt trí họ, và do nghe, do tư duy và do tu tập và do thiền tịnh định. Các luận là gì? Là bảy bộ luận của cái tông phái này. Nhờ cái bảy bộ luận này mà mình đạt được cái trí họ, được cái tư lương, ở cái phương pháp, cái phương tiện để mình đạt được cái trí họ vô lậu. Bây giờ là nói tới chữ pháp, câu xá nghĩa là gì? Là phiên âm của chữ, phiên âm là câu xá, đúng không? Dịch là tạng. Bây giờ nghĩa tạng là gì? Là chứa đựng. Đó, thâu tốn và nương tựa, tức là y cứ, tức là cái hai, nói cách khác là năng tàng, thâu nhiếp và y cứ, tức là sở y, tức là năng tàng và sở tàng đó. Tàng nó có hai là năng tàng và sở
sở tàng nói theo YouTube đó quý vị. Sau này đó là mình đang nói YouTube trong vai của cô xé nha. Các vị nhớ tàng, các vị học YouTube lên chung nhất đây là các vị hiểu thôi. Tàng, tàng hay là tạng thì tùy theo có ngày dịch là tàng, có ngày cái chỗ là tàng, cái không quan trọng. Tạng tức là nó có năng tàng và sở sở tàng. Năng là gì? Là thâu nhiếp, bên đây gọi là thâu nhiếp, bên kia gọi là năng, được chưa? Năng nhiếp đó là chứa đựng, nó thâu tóm đó, tức là năng nhiếp tức là thâu tóm, tức là nó có công năng cái gì, nó có công năng là nó thâu tóm, nó chủ động hơn, gọi là nó là chủ động hơn. Năng tức là chủ mà sở nó bị động hơn, tức là chủ động bị động, tức là thâu thâu tóm cái gì, tức là năng tàng nó thâu tóm cái gì, những cái nghĩa chính yếu của bảy bộ luận kia. Nếu nó cho rõ là như vậy, tức là nó thâu nhiếp hết trong cái bộ luận câu xá này, nó có tất cả những cái nghĩa quan trọng của bảy bộ luận kia, tức là nó chứa đựng đó, nó đang tàng đó. Rồi bây giờ số tức là y cứ kia là gì, tức là nó là cái nương, nó là cái chỗ nương tựa của bảy bộ luận kia, là sở tàng đó, tức là nương tựa, nó là cái bị bảy nương tựa, cái nó nương tựa của bảy bộ luận kia là nó bị động đó, đúng không? Nó sở tàng nó bị động đó. Tức là nó bị cái nghĩa bảy bộ luận kia chứa trong này. Đó là năng tàng và sở tàng, tức là năng nhiếp và sở y, trong đây gọi là năng nhiếp và sở y, cái nghĩa năng nhiếp và nghĩa sở y đó. Và sở y tức là sở tàng, mà năng nhiếp tức là năng năng tàng, mình liên hệ đó mình hiểu thôi. Mỗi mỗi bộ luận nó có mỗi cái thuật ngữ khác nhau vậy. Đó là cái chữ câu xe đó. Bây giờ luận là gì? Luận được gọi là đối thánh pháp, đối pháp câu. Câu xe tức là chứa đựng tất cả mọi cái pháp thời gian và xuất thế, thời gian và. Rồi bây giờ mình giải thích nè, đó là hai cái câu cỡ và lời giải thích câu xé luận là gì. Tức câu xé là tàng, là năng tàng và sở tàng, tức là năng nhiếp và sở y quân. Di thức thì gọi là năng tàng sở tàng, câu xé thì gọi là năng nhiếp và sở y, tức là nó vừa thâu nhiếp mà nó như là chỗ nương tựa. Nương tựa cái gì? Là những cái nghĩa chính của mấy bộ luận trong nhất thiết khổ khổ bộ nha. Bây giờ mới giải thích nè. Nhất thiết. Nhất thiết là tất cả. Dạ. Nhất bộ là bộ phái á. Tức là cái bộ phái này, cái tông phái này nói là tất cả. Nhất thiết là tất cả. Điều là có thật hết. Tức là tam thứ thật hữu đó. Đó, tức là này là thiết, nhất thiết của bộ, tức là nó có nhiều cái từ dịch đó. Cái này chúng nói là thiết, nhất thiết, thuyết là thiết lộn lộn. Nói vờ, thiết là nói vờ, nói tất cả đều có bộ phái, nói gì là cái gì, thiên thôi, hay là hữu bộ, nói tách là hữu bộ, đây là từ tách, đó, nói nó đúng là nhắc thiết của bộ thôi, còn chỗ thiết mình thiên vô nó cái học thiết nói vờ đó, bộ phái nói vờ, thiết đây là nói, nha, yeah. Nhắc thiết hay có chỗ thì gọi là nhắc thớ, cái hai âm, cái chữ thiết nó hai âm, tất cả đây là nghĩa là tất cả. Cái nghĩa là tất cả, tiếng nghĩa là tất cả, dạ, nhất thiết là tất cả, nhất thiết trí, là cái trí biết tất cả, cái nghĩa tiếng Việt gọi là tất cả, là cái âm hán Việt, dạ, âm hán Việt là nhất thiết, mình gọi là tam thớ nhất thiết chư Phật đó, dạ, tất cả chư Phật đó, hay là cái chỗ đọc là tam thớ nhất thớ chư Phật, cái chỗ nó như bị dở lộn lắm, cho mình đọc cái chúng tôi thường đọc cái âm thiết đôi nó khác với nhất thớ. Nếu quý vị nói là nhất thớ là một đời đúng không? Dạ. Đó cho nên chúng tôi dùng chữ thiết chứ không dùng chữ thớ. Nhất thiết hoặc là nhất thớ đều giống nhau không? Là tất cả. Cho nên nó dễ bị lầm lắm. Nếu mình đọc chữ thớ có khi người ta hiểu ra là một đời. Một đời. Nhưng mà một đời đó là nhất sanh. Nhất sanh nhưng mà nhất thớ. Đó. Và cho nên nhất sanh luôn là một đời. Đó. Thì cái học thuyết á, cái luận câu xá này là nó liên quan đến là nhất thiết hữu bộ, tức là cái bộ phái là trường phái á, tông phái á, là nói về cái gì là tất cả đều thật có. Điều thật có. Nó đều tồn tại, nó tồn tại một cách là thật đó. Nên tam thớ tập hữu ba đời này đều có hết,
nhưng chúng tôi đã thưa tại sao nó có. Cho nên có những luận sư muốn nói rằng là cái trường phái này là chú xuống là một cái thật ngã. Những người không thích nó, không ưa đó, thì tất cả đều có, đều tồn tại, đúng không? Tất cả đều tồn tại, có thật. Thì họ nói đây là cái thiếu gì, nói về một cái ngã, một cái tôi. Thì những cái bộ luận khác họ phơ bình cái học thuyết này, tức là bộ phái này, là nói về một cái ngã, để có một cái thật ngã. Thì từ từ mình sẽ vô sâu tại sao là như vậy. Cho nên là bây giờ là mình đang học những cái đường nói sâu, mình đang học những cái từ mà đối pháp tạng là gì, đối pháp là gì, mà giờ tạng là gì, đúng không? Đó, tạng câu xe, dịch âm là câu xá, dịch nghĩa là tạng. Ở tạng nó có hai, tức là sơ nhiếp và năng nhiếp và sơ y. Nói theo duy thức đó, tức là năng tàng và sở tàng. Dạ, đó, mình biết là giỏi lắm rồi. Năng là gì, là chủ động, tức là nó thâu nhiếp nó tất cả, mà sở tàng là cái chỗ nó bị đỡ cái thứ khác nó nương tựa. Đó, thì nó đứng về cái khía cạnh nào, các vị hiểu, đứng vào cái khía cạnh nào, khách hay là chủ? Nên là chủ mà khách là sở đó, thì đúng, mình đang đứng vào cái nhìn nhận, tức là mình là khách hay mình là chủ đó. Bây giờ mình giải thích nè, giải thích cho mình hiểu nè, là thâu nhiếp là như thế nào, mà nương tựa là như thế nào đó. Y cứ tức là nương tựa đó là như thế nào. Do bởi nghĩa đặc sắc trong luận được miêu, được tiêu danh, tức là nêu cái danh nhà tiêu biểu á, là đối pháp. Trong đây chữ tơ mà. Dạ. Đó, nêu cái danh tiêu biểu này á, gọi là đối pháp, là được thâu tóm đưa vào trong luận này, tức là kia là gì, là bảy bộ luận kia được thâu tóm vào trong bộ luận này hết, tức là những cái nghĩa lý chính yếu là ở trong bộ luận câu xá đều có. Các bạn hiểu chỗ này chưa? Dạ, đó, đừng có rắc rối gì thôi. Nên nó gọi được, gọi là tạng. Tạng tức là chứa đựng. Tạng nghĩa là chứa đựng. Nghĩa đen là nghĩa là chứa đựng nha. Hay A Tỳ Đạt Ma là sở y của nó. Tức đối pháp là cái chỗ nương tựa của những cái nghĩa của mấy bộ luận kia. Đó, là xuất xứ của nó, tức là cái nghĩa xuất phát từ đó, từ đâu? Từ bảy bộ luận kia. Tức cái bộ luận này từ xuất phát từ bảy bộ luận kia. Đó, là chỗ chứa của nó, tức nó bị chứa, đúng không? Chỗ chứa tức là cái kho nó có hai cái chức năng, đúng không? Nó có khả năng thâu nhiếp tất cả mọi vật, mà nó cũng là cái chỗ là để chứa mọi vật đó. Cho nên được gọi là tạng. Vì vậy luận này được gọi là đối pháp tạng, là như vậy. Cái luận này, bộ luận này được gọi là đối pháp tạng đó. Đối pháp là chữ chung nha, nhưng mà riêng cái chữ tạng là riêng cho cái bộ luận này nha. Các vị nên nhớ, còn cái chữ đối pháp là chỉ chung cho tất cả bộ luận hết. Đó. Luận nào cũng có chữ, cũng có đối pháp hết cả, cũng có chữ A Tỳ Đạt Ma hết. Đó, A Tỳ Đạt Ma, pháp ôn túc, luận nó cho đủ á. Mình nói pháp ôn túc luận là mình nói ngắn gọn thôi. Chứ A Tỳ Đạt Ma, pháp ôn túc. Đúng không các vị ta, đúng không? Đó, cho nên là mình phải nói cho đủ là như vậy. Rồi. Đó là cái chữ tạng đó. Thì trong đây mới có giải thích đó, chú thích những cái vị tổ bên Trung Hoa mới giải thích rằng là tạng là nó giống như là cái bao đựng kiếm. Các bạn đọc những chú thích này, cái bọc gió mà đựng cái thanh kiếm á, thì nó vừa là gì? Nó chứa cái thanh kiếm, đúng không? Mà nó cũng là cái chỗ đỡ cái thanh kiếm luôn, là rõ nhất. Ví dụ rõ hiểu, đúng không? Cũng như cái ly này, nó vừa là gì? Năng nhiếp là gì? Là chứa nước. Nó có công năng là chứa nước, mà nó cũng là cái chỗ nương tựa của trong con nước. Hiểu chưa? Tạng là như vậy. Dù tạng là cái ly đi, cái ly này có công năng là chứa nước, mà nó cũng là cái chỗ nương tựa của. Cho nên cái bộ luận này là gì? Là nó thâu nhiếp những cái nghĩa lý cao siêu, mình nói gì đi, của bảy bộ luận kia, mà nó cũng là cái chỗ nương tựa nghĩa lý của bảy bộ luận kia. Được chưa? Tức là năng tàng, sở tàng, năng nhiếp và sở y đó. Đó, tạng là như vậy. Vì nó là có khả năng chứa đựng những cái nghĩa lý quan trọng trong mấy bộ luận kia,
mà nó cũng là cái non nữa bấy bù lụm kia nương tựa và nương tựa vào, đúng không? Cũng giống như cái ly chưa nước là nó có công năng tưới nước, mà nước nó cũng là cái chỗ đó nước nó nương nương tựa, gọi là tạng là như vậy. Nó rất rõ chút nhưng mà nó không có có khó gì à. Tức là năng nhiếp sở y, năng tàng sở sở tàng, cũng như cái e là gia thức của mình, nó mà duy thức đó thì nó là cái chỗ thâu tóm mọi cái chúng tử, đúng không? Mà nó cũng là cái chỗ đó mọi chúng tử nữa. Cũng như mình là gì, mình thâu nhiếp mọi cái nghiệp mà cái nghiệp nó cũng nương tựa đó chứ, mình có cái thân này thì mình, nếu mình nói chủ động là nghiệp là mình thâu tóm hết, mình chứa đựng hết tất cả mọi cái nghiệp, mà cái nghiệp nó cũng nương tựa mình, nó tạo nghiệp khác nữa, nó tạo ra. Cho nên là mình cũng là năng mà cũng là sở, cũng là chủ mà cũng là khách, thì cũng là chủ là cũng là khách luôn nha. Tạng là vừa chủ và vừa khách, vừa thâu nhiếp và vừa chỗ là nương tựa vậy à. Chứ không có cái đó thì làm gì có những cái sự mà phát triển ra. Dạ. Bây giờ qua cái bài tụng thứ tư là xong cái phần mở đầu. Phần mở đầu gồm có 4 bài tụng. Bài tụng thứ nhất là 8 tháng, bài tụng thứ hai nói về đối pháp, bài tụng thứ ba là nói về cái tạng, tức là câu xá, đúng không? Bây giờ bài tụng thứ tư là nói về cái mục đích chính. Ý hướng là cái một cái ý chính đó, hướng đến của cái đối pháp là gì? Tại sao mà có cái đối pháp này? Đó, tức là ý hướng là cái ý chính, mục đích đó. Ừ. Do ý hướng gì mà A Tỳ Đạt Ma được giáng thiết? Tức là tại sao mà giáng thiết A Tỳ Đạt Ma? Mục đích là gì? Nói gì là vậy? Mục đích để làm gì, đúng không? Đó. Tôi nói A Tỳ Đạt Ma mục đích để làm gì? Dạ. Và ai là người đầu tiên công bố mà luận chủ cung kính diễn giải? Tức ai là người đầu tiên nói một cái chữ đối pháp? Thì đúng rồi đó, tức là hai cái ý chính. Tức tại sao nói đối pháp để làm gì, và ai là người nói đối pháp đầu tiên? Rồi, đại các vị hiểu đúng không? Và cái ý chính của đó, đó bây giờ mới vô cái bài tụng nè, như thế này. Đó. Ngoại trừ trạch pháp quyết không còn, đọc cho các vị khó hiểu không nhờ? Phương tiện thù thắng diệt mơ nhiễm, do nhiễm thế gian trôi biến hữu, vì vậy truyền thuyết chính Phật giảng đối pháp. Cái câu thứ hai thì các vị trả lời đều được, đúng không? Ai là người đầu tiên nói A Tỳ Đạt Ma? Ai là người đầu tiên nói đối pháp? Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nói đối pháp ở đâu thì từ từ mình sẽ nói sau. Nhưng mà giờ ai là người nói đối pháp? Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nói đối pháp để làm gì? Dạ. Mà không còn sanh tử luân hồi. Cho nói đối pháp để làm gì? Là được chấm dứt sanh tử luôn. Nói cách dễ thôi vậy. Ngắn gọn là nhờ nói đối pháp để làm gì? Ngoại trừ trạch pháp quyết không còn. Bây giờ trạch pháp thì các bạn biết đâu, ngoại trừ cái trí tuệ thì nhất định không có cái gì đó mà vượt trừ cái phiền não cả. Các bạn hiểu không? Đó, nếu mà mình muốn đoạn trừ phiền não, không còn to lên trong vòng sanh tử luân hồi, thì chúng ta phải có trí tuệ. Nói cách khác là như vậy. Ngoại trí tuệ ra, ngoài cái sự hiểu biết ra, ngoài cái sự hiểu biết ra là không có cái pháp nào để mà chúng giúp chúng ta loại trừ cái phiền não và chấm dứt cái sanh tử luân hồi. Cái ý chính của cái bài tụng này là như vậy nha. Bây giờ là mình mới đi từng câu nha. Cho nên là cái mình nói văn, xin lỗi, giới định tọa, nhưng mà cái tọa là cái quan trọng nhất. Cái tọa là cái quan trọng nhất. Nó phải có cái trí tọa, nó phải có cái tọa thì chúng ta mới đoạn trừ được cái phiền não, mới chấm dứt được cái sanh tử luân hồi. Cho nên đây là Ngài nhấn mạnh, cái vị luận chủ nhấn mạnh đó là trạch pháp, tức là cái trí tuệ và phương tiện thù thắng diệt mơ nhiễm.
cái nhiễm ở đây, mơ nhiễm là tức là chỉ cho cái phiền não cái hạt tức là phiền não. Do cái nhiễm này, do nhiễm tức là do cái phiền não. Mà thế gian, đó là người đời đó, mới trôi lên biến hữu, tức là biến là cái, tức là sự trôi lên trong vòng sanh tử luân hồi, đã dùng cái từ khác thôi. Tức là trôi lên trong vòng sanh tử luôn, luân hồi mà ở đây dùng là hữu hải. Đó, cái biến mà cái sanh tử nó rộng lớn, nó sâu dày, nó bên bông như là biến cả. Dùng nó đối diễn tả chúng ta là trôi lên người mà nằm ra ngoài khơi thì không có bờ bến, không có biết đâu mà đạt được, không lên bờ được. Đó gọi là hữu hải đó, cái nghĩa chữ hán là biến ngữ. Biến ngữ là mình có mặt, mình tồn tại, mình trôi lên. Đó, phiêu hữu hải, cái âm chữ hán là phiêu hữu hải, tức là phiêu là phiêu lưu đó quý vị. Dớ mèn phiêu lưu ký đó. Tức là trôi lên đó, tức là chữ phiêu đó là mình trôi lên đó. Đó, trôi mãi trong cái biến sanh tử luôn, luân hồi. Vì vậy mà truyền thuyết chính Đức Phật nói đó pháp. Tại sao dùng cái chữ truyền thuyết tức là truyện? Truyện Phật thuyết đối pháp, tức là nhân thử nhân đây. Đó, mà truyền thuyết nói Đức Phật nói đối pháp. Tức là vị lượng chủ không có một cái niềm tin tuyệt đối. Tức là nó là do truyền thuyết của Đức Phật nói đối pháp thôi. Chứ không xác định rằng 100% là Đức Phật nói đối pháp, đúng không? Tức là nó là do truyền thuyết, tức là Ngài do cái câu này mà Ngài ngộ nhập. Tức là sư phụ Ngài thấy thơ thâm Ngài học, Ngài ngộ nhập trong năm 4 năm ở tại Kashmir, tức là Ca Thất Di La, các vị thấy đúng không? Đó, do cái câu này mà Ngài ngộ nhập, biết rằng là chính cái vị lượng chủ này không có hoàn toàn tin vào trong cái bài tuyên truyền, tức là xíu vô cái học phái, cái bộ phái là nhất thiết của bộ. Tại vì nó là truyền thuyết thôi, theo truyền thuyết thôi. Đức Phật nói A Di Đà Ma, tức cái độ tin không 100%. Đó, vì sao? Vì cái A Di Đà Ma đó nó chưa hình thành sau Đức Phật khoảng 300 năm. Trong lịch sử mà sau Đức Phật 300 năm thì A Di Đà Ma mới xuất hiện những cái bộ luận nói đến đối pháp. Những bộ luận nói đến đối pháp. Nhưng mà cái từ A Tỳ Đạt Ma này nó đã có trong kinh và trong luật, rải rác trong kinh và trong luật. Đó, chứ không phải nói một bộ rõ ràng như sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 300 năm là thọ kiếp tập lần thứ thứ 3 của vua Ashoka và Ajok Vương. Đó. Cho nên muốn giải thích này là bây giờ các vị nói là cái ý hướng chính của A Tỳ Đạt Ma là gì, là vì coi như là ngoài cái trạch pháp thì không có pháp nào để đoạn trừ nhiễm ô, tức là phiền não. Và do cái phiền não mà chúng sanh muốn trôi lên mãi trong vòng sanh tử luân hồi. Do vậy theo truyền thuyết mà Đức Phật nói A Tỳ Đạt Ma, chứ không phải, tức là cái người lượng chủ không tin tuyệt đối mà. Đó, không tin tuyệt đối. Đó, vì A Tỳ Đạt Ma là có rải rác trong kinh và trong luật. Đó, vì lúc đó là chưa có thời Đức Phật chưa có luận đạo, dù là bên Nam truyền nói rằng Đức Phật có thuyết đối pháp cho tôn giả Xá Lợi Phất. Đó, nhưng mà trên mặt lịch sử thì người ta vẫn cho rằng là sau 300 năm Đức Phật thành Niết Bàn thì luận tạng mới được hình thành. Nhưng mà luận tạng hình thành là cũng nương vào kinh và luật và được các vị tổ sư đó mà viết ra thôi. Thì mới vừa giải thích này, nếu không do sự giảng trạch pháp. Giảng trạch pháp là gì? Các vị sẽ đọc cái 38 là các vị Ngài Chánh Đớ gọi là trạch pháp giác phần, tức là một trong bảy cái phần giác chi, quý vị. Đó, chữ Hán là trạch pháp giác phần, tức là một trong bảy chi đó. Thì không có các cái phương tiện ưu việt nào để mà giúp trừ sạch các phiền não. Phiền não là gì? Là giải chú thích của 30 19. Đó, 39 là Klesa đó. Klesa tức là phiền não hoặc là hạch. Đó, hạch hoặc là phiền não. Và hạch đó, đó, nó có nhiều cái từ khác. Hoặc là nhiễm ô, hoặc là coi như là minh. Nó có nhiều cái từ, quý vị. Đó, nhiều từ đó chỉ. Chính do phiền não mà thế gian trôi nổi trong biển lớn sanh tử này. Tức là phiêu hữu hai á, là biển lớn sanh tử.
Do bởi nguyên nhân này, với mục đích khiến thời gian đạt được trư tịch tư trạch pháp, tức là tư duy đó, có kiến thức và tư duy đó, lựa chọn cái pháp tu mà theo truyền thuyết, theo truyền thuyết của gia thất này được nói như vậy. Truyền thuyết từ Kila, cái từ tiền thuyết là từ Kila đó, từ truyện đó, dịch từ Kila, nêu rõ ý kiến của người khác, đây chỉ quan điểm của A Tỳ Đạt Ma, tức là Tỳ Bà Xe, là theo cái quan điểm vô lượng Tỳ Bà Xe đó, chứ không phải của kinh bộ, tức là kinh lượng bộ, mà lượng chủ đồng tình, tức là lượng chủ không có đồng tình với kinh lượng bộ. Trong chính lý, chính thuận lý đó, thì giải thích này là truyền là chứng tỏ mình không tin A Tỳ Đạt Ma do chính Đức Phật thuyết, tức là lý luận với quý vị, lý luận không phải là do Đức Phật thuyết, mà nhưng mà trong cái trong kinh, trong luật có cái từ A Tỳ Đạt Đạt Ma, có Đức Phật có giới thiệu từ A Tỳ Đạt Đạt Ma. Vậy ta mình đọc một chút thôi, chứ mình không cần, mình chỉ cần hiểu là cái mục đích chính mà luận chủ hay là nói về cái A Tỳ Đạt Ma này để làm gì, là để giúp chúng sanh có được cái trí tuệ, mà có trí tuệ rồi mới diệt trừ được phiền não. Vì sao? Vì phiền não là làm cho chúng sanh luân hồi, mà diệt trừ phiền não tức là không còn luân hồi đó. Mà theo truyền thuyết Đức Phật nói cái đối pháp, tại là mình hiểu được cái ý chính vậy thôi đó. Còn cái gì là cái sự tranh luận giữa đối pháp do Phật nói, không phải do Phật nói hay là nói như thế nào, thì mình nói chung là mình thì nó nói rõ là mình không cần thiết, đúng không quý vị? Không quan tâm tới, tại mình chỉ cần hiểu mục đích thôi. Còn luận thì mỗi vị tổ có luận khác nhau, có vị thì nói do Đức Phật nói, có vị không do Phật nói, có vị tới đây thì mình nghe mình nói nhắc nói, thì mình chỉ cần biết rằng là tại sao mình học luận đi. Tại vì mình học luận nó có trí tuệ, nó có nhận thức, có nhận thức thì mình mới diệt trừ cái sự phiền não, cái hạt tức là mơ muội. Mà do mình tại sao mình khổ đâu, tại sao mình luân hồi, là do phiền não, chứ mình diệt trừ phiền não mình không còn luân hồi nữa thôi, đó là ý chính. Rồi bây giờ mới luận ra như thế này này, các vị thấy chưa? Theo đó, nếu A Tỳ Đạt Ma không được giảng dạy thì các đệ tử không có khả năng tư trạch các pháp tướng một cách như lý, tức là đúng như sự thật. Pháp tướng tức là pháp thời gian đó. Nếu mà không có dạy vào cái đối pháp này thì các đệ tử không có có cái trí tuệ để mà phân biệt, không có cái nhận thức để phân biệt các cái pháp tướng đúng như như là như thật, đúng như cái chân lý, đúng là như thật đó. Nhưng Đức Thế Tôn nói A Tỳ Đạt Ma một cách rải rác, đây là ngài Thế Thân giải thích này, rải rác rồi Đại Đức Ca Đa Diễn Ni, tử Ca Đa Diễn Ni tử là ngày nào? Ngày nào luận đạn đội nhất trong thập đại đệ tử? Ngày Ca Chiêu Diêm đó. Thì nó khổ các vị thấy do phiên âm, cái từ là gì? Ca Đa Diễn Ni tử là ngày Ca Chiêu Diêm, đại Ca Chiêu Diêm tức đại đức Ca Chiêu Diêm thôi, là luận đạn luận giải đội nhất đó. Nên thực sự Đức Phật có nói, cho nên ngài Ca Chiêu Diêm mới là gọi là lượng giả đời nhất. Nhưng mà nó rải rác ở trong kinh, chứ không có kết tập thành một bộ luận, rải rác thôi. Ở đó Đức Phật nói luận cái từ A Tỳ Đạt Ma được, các đệ tử mới phân biệt được cái pháp tướng một cách như thật, thì phân biệt được như vậy thì mới tu tập giải thoát. Cho nên đại đức Ca Chiêu Diêm đó, tức là dùng đọc trong cái từ đọc Ca Chiêu Diêm nó quen không quý vị? Chúng tôi đọc cái từ này nó bị trách, tức là Ca Đa Diễn Ni Tử, thì mình nhớ tâm theo sau khi mình gặp một cái từ nào Ca Đa Diễn Ni Tử là biết đó là Ca Chiêu Diêm đó, cùng các vị đại thanh văn tập hợp lại ổn định, cũng như đại đức pháp cứu, tức là sau khi Đức Phật nhập diệt 300 năm thì cái vị tùy khi pháp cứu này mới kiết tập cái phẩm U Đà Na, tiểu phẩm U Đà Na trong bên Nam Tông nó có là trong cái gì, Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi, Tăng Nhất, Tăng Chi và Tương Ưng, cũng như là Tiểu Bộ Kinh. Thì U Đà Na là một phần trong 15 của Tiểu Bộ Kinh. Tiểu Bộ Kinh nó có 15 bộ. Tiểu Bộ Kinh là dài nhất, các bạn nên nhớ nó rất là rộng. Dài thì U Đà Na là một trong phần của Tiểu Bộ Kinh. Thì U Đà Đại Đức Pháp Cứu này là sanh cho Đức Phật sau khi Đức Phật 300 năm ngài xuất hiện đó. Trên luận tạng nói rằng là sớm nhất là xuất hiện sau Đức Phật khoảng 300 năm nhập Niết Bàn, và cái bộ phái nhất thiết của bộ này phát triển từ đó, từ
khoảng 300 năm trước ta lịch cho tới 700 năm, tức là phát triển khoảng 1.000 năm. 700 năm sau ta lịch tức là phát triển khoảng 1.000 năm. Thôi sau đó nó bị tàn lụi rồi. Rồi nó đứt bóng luôn. Tàn lụi rồi đứt bóng luôn. Dạ, tàn lụi đứt bóng luôn cho bây giờ không còn nữa. Tập 1 các bài tụng Ô Đà Nam. Ô Đà Nam lại thành phẩm vô thường. Các nhà tỳ bà thi nói như vậy. Thực đây là do đâu? Do cái những nhà luận sư của tỳ bà thi giải thích. Chứ không phải là của vị luận chủ này. Tức là những cái nhà luận sư của tỳ bà Sa nói rằng là Đức Phật có nói A Tỳ Đạt Ma trong các kinh ra rác. Rồi cho thứ nhất là Ngài Ca Chương Dương cũng như các vị đại thánh thanh văn mới tập hợp làm cách ổn định. Đó. Và sau khi Đức Phật nhập niết bàn 300 năm, có vị đại đức trên là Pháp Cứu mới gom lại thành cái phẩm vô thường, sau đó thành phẩm vô ngã khổ, tạo thành là những cái phẩm như vậy, những cái luận đó nói vô thường, nói về vô ngã, nói về khổ là từ cũng từ trong kinh Đức Phật giải thích tại sao nó là truyền thuyết, là do Đức Phật nói đối pháp. Đừng là nó rét rối vậy thôi, nói gì nói chung là nói cho vui thôi, nói cho rõ ràng nữa. Tức là khi mình nói cái gì là mình phải phân tích một cách rõ ràng ai nói và nói như thế nào, để có một cái lập luận vững chắc đó, cái cơ sở lập luận của mình nói như vậy, không phải mình tự nói suông ra hay là tự ý mình nói, mà nói như vậy phải có cái chứng cứ và chứng cứ rõ ràng. Thì đó là mình học luận. Thì chúng ta hôm nay là kết thúc được 4 bài tụng đầu tiên. Thì những cái đó là cái phần giới thiệu chứ chưa vô chính đâu quý vị. Giới thiệu cho chúng ta biết là luận chủ 8 tháng như thế nào, và định nghĩa là đối pháp đạn như thế nào thôi, và cái mục đích mà tạo ra cái bộ luận này như thế nào. Giảng trạch tức là phân chia ra rõ ràng ra nha. Chi tiết đó, phân tích một cách chi tiết. Bây giờ mình qua cái chương 1. Là cái chương chính mình có 3 chương, các bạn nhớ không? Trong cái phẩm phân biệt giới mình có 3 chương chính đúng không? Đó. Nói một chương đầu tiên nói về bản thớ. Chương thứ hai là phân chia gồm 3 kho, tức là ứng, xứ và giới. Đó. Chương thứ tư là kết luận. Thì bây giờ mình vào trong cái phần đầu là phần mở đầu của chung bộ luận. 4 cái bài cỡ vừa rồi mình đọc là chung cho kẻ cái bộ luận này, các bạn nên nhớ. Bây giờ mình mới vô cái chương đầu tiên của cái bộ luận này, của cái phẩm thứ nhất này. Nói về cái gì? Tại vì 8 tháng là chỉ chung cho 8 tháng cả bộ luận. Rồi cái đối pháp tạng là cũng chỉ chung cho cái bộ luận thôi, riêng một cái phẩm phân biệt giới này đúng không? Bây giờ mình mới vô là cái phẩm phân biệt giới này. Dạ. Nó gồm 3 chương. Đây mình đang bắt đầu là cái chương thứ nhất là cái bản thở của cái các pháp nó như thế nào. Đó, bắt đầu vào cái chương thứ nhất. Thì các vị đọc cái câu đầu tiên đó: những pháp gì được nói là nhân bởi mục đích giảng trạch chúng mà theo truyền thuyết Đức Phật đã thuyết đối pháp. Các pháp hữu lậu và vô lậu. Bây giờ là mình phải nói một cách đơn giản với cho trong đây cái câu văn thì làm cho các vị nó hơi rét rõ đúng không? Dạ. Tức là các pháp cũng như chúng tôi ghi là vạn pháp và vũ trụ đó, vũ trụ vạn pháp đó, tức các pháp gồm có cái gì? Gồm hữu lậu và vô lậu, tức là không ngồi hai cái này, tất cả không ngồi hai cái hữu lậu và vô lậu. Dạ. Cho nên là chương pháp, các vị muốn đọc cái phần chữ Hán và đây là cái phần tiếng Việt và cái phần giải nghĩa. Dạ. Tức là đức theo tiền thuyết Đức Phật nói đối pháp, mà Đức Phật nói đối pháp nó như thế nào, tức là nó gồm cái đối pháp này gồm là hữu lậu và vô lậu. Tức là đối pháp này gồm hữu lậu và vô lậu, các vị nhớ. Bây giờ phân tích một cái khác nữa, hồi nãy mình nói cái định nghĩa của đối pháp, bây giờ nói cái công dụng của đối pháp nó khác. Định nghĩa là cái nghĩa lý, ý nghĩa của đối pháp là gì thôi. Còn bây giờ Đức Phật là cho nên những pháp gì được nói là nhân bởi mục đích giảng trạch chúng mà theo truyền thuyết Đức Phật nói đối pháp. Thuyết đối pháp không? Là đối pháp nó gồm cái gì? Thường vạn hữu đó quý vị. Đó, vạn pháp và vũ trụ gồm có hữu lậu và vô lậu. Bây giờ hữu lậu là gì? Vô lậu là
là gì? Các vị muốn tiếp tục nữa không? Hay là tiếp tục không? À, bây giờ là hữu lậu là gì và vô lậu là gì? Mình sẽ đang bắt đầu nghiên cứu cái từ này. Đó là tổng hợp gì ạ? Hữu lậu, hữu là có đúng, cái đang nói nghĩa đen này. Các vị đừng nhìn trong này, các vị mình phải hiểu một cái khái niệm, là hữu lậu nó cách giờ hiểu là hữu là có, lậu là lò rò rí. Rò rí tức là lít á, tiếng Anh gọi là lít đúng không? Dạ. Yeah. Thì tại sao mà mình gọi là rò rí? Tức cái chỗ phát sinh ra đó. Thì mới dùng một cái hình ảnh là gì? Nước. Nó nhỏ từng giọt, từng giọt, từng giọt. Nhưng mà nó có khả năng siêu thủng tảng đá lớn. Hay là bào mòn đúng không? Bào mòn hoặc là siêu thủng. Thì cái phiền não này, cái từ khác của phiền não là hữu lậu, tức là nó có cái công năng nó phá hoặc là nó bào mòn, nó phá tan cái công đức của mình, tức là phá tan hoặc bào mòn cái thiện pháp, cho nên nó mới làm chướng ngại cái sự giải thoát của mình. Tức là nó bào mòn hoặc là phá, nó phá tan hoặc là nó phá hủy cái công đức của mình, thì mình không có công đức, mất công đức mất loài thì làm mình có quả thiện. Cho nên là dịch là hữu lậu. Các vị nhớ các pháp là chỉ trung nhân đó, là gồm có hữu lậu và vô lậu. Bây giờ mình giải thích từ hữu lậu là gì, cái nghĩa đen chúng tôi đã giải thích rồi đó, giờ mình vô trong luận đây là ngài giải thích ra sao. Nói một cách tổng thiết, nói một cách chung chung, nói một cách tổng quát đó. Tổng thiết nói một cách tổng quát đó. Tất cả các pháp gồm có hai loại, hữu lậu và vô. Đó, cho nói chư pháp hay là các pháp gồm có bao nhiêu loại? Hai loại, tức là hữu lậu và vô lậu. Ừ. Trong đây những gì là pháp hữu lậu? Tức hữu lậu là pháp gì? Hữu lậu tức là các pháp hữu vi trừ đạo đức. Các bài học rồi là đứng vào mặt bản thở thì các pháp gọi là gì? Có hai. Bản thở mà đó, tồn tại. Tồn tại là hữu lậu vô lậu. Bản thở là hữu vi và vô vi. Đứng như mặt bản thở đó thì nó các pháp gồm có hai, tức là hữu vi và vô. Mà đứng như mặt tồn tại á, thì các pháp nó có hữu lậu và vô lậu. Bây giờ là nói cách khác là hữu lậu là gồm tất cả các pháp hữu vi trừ đạo đức. Mình từ từ mình giải thích, mình cứ học trong đó trước đã nhờ đó. Nên gọi nó hữu lậu. Xin lỗi, là trừ đạo đức tất cả các hữu vi còn lại là hữu lậu. Các vị đừng, tại sao này còn vô giải thích nhiều lắm. Bây giờ mình chỉ biết rằng là các pháp còn có hữu lậu vô lậu. Hữu lậu là gì? Là tất cả các pháp hữu vi trừ đạo đức đó. Nơi nó lậu tùy tăng. Câu tiếp đến nơi nó lậu tùy tăng nên gọi nó hữu lậu. Không, từ từ đó. Cái từ nó rất là, nó rất là khó vì cái đại từ mà. Nó đại từ mà đúng không các vị thấy chưa? Hả? Các vị đọc đã, đừng có vội mà. Mình phải đọc trước cái văn bản trước nè, đúng không? Phải đọc cái văn bản trước nè. Bây giờ nói cách tốt gọn nè. Các pháp là gồm có hữu lậu và vô lậu. Hữu lậu là gì? Là gồm tất cả các pháp hữu vi trừ đạo đớ. Thì các vị biết là tứ diệu đớ đúng không? Đó. Rồi nơi nó lậu tùy tăng nên gọi nó hữu lậu. Cứ y trong cái bản nha, mình đọc trước nè. Rồi mình bây giờ mình giải thích. Bây giờ là từ từ vô trong còn giải thích nhiều lắm quý vị. Mình đang nói cái trước là hữu lậu đúng không? Rồi nó còn tất cả hữu vi này trừ đạo đớ không? Đó, nơi nó đúng không? Ở giờ chữ thì cái chữ tùy tăng rồi nên gọi nó hữu lậu thì kết luận này thôi. Mình thắc mắc cái chữ đó đúng không? Như chữ nó đúng không? Rồi thì cứ mình cứ để nó là các bạn đọc tiếp nữa, đọc tiếp, đọc đừng ghi rồi cứ đọc tiếp đi. Vì các lậu tùy tăng nơi đó, tức là nó là tiềm phục á, cái nghĩa khác, cái chỗ khác chính là tiềm phục.
tìm phục ẩn núp. Cái nghĩa tùy tên nha quý vị là cái nghĩa là gì? Tức là nó theo đó nó ẩn núp. Ẩn núp và nó tìm phục. Cho nên nó mới phát sinh ra. Theo đó mà nó tăng thêm lên. Từ từ nữa, cứ từ từ mình sẽ hiểu lần lần, đừng có bỏ lắm chà, đọc qua nó chưa hiểu đâu. Duyên vào diệp và đạo, tức là duyên vào diệp và đạo đó các lậu tuy cũng phát sanh nhưng chúng không tùy tăng trong đó, tùy tăng trong đó, do đó cả hai không phải là hữu lậu. Nhưng những gì không tùy tăng nhưng trong đây sẽ được nói rõ trong phẩm tùy miên ở sau. Phẩm tùy miên đó, tùy miên là nghiệp và thời gian nghiệp tùy miên đó. Bây giờ là nói đến cái sự mà vô lậu á, thì đỡ nói trong cái hữu lậu á, là đỡ nói trong cái phẩm tùy miên đúng không? Đó, đã nói hữu lậu xong, rất là đơn giản. Đó là mình không biết gì cả. Chúng ta nói thế là mình không biết gì cả. Tôi mình đâu biết gì đâu các vị, định nghĩa hữu lậu mình không biết hữu lậu là gì. Chỉ mình biết hữu lậu là những cái pháp hữu vi và trừ đạo đớ thôi. Rồi chân lò đạo coi như là nơi đó mà lậu thì tăng, lậu tăng thêm lên, thì tăng nó theo cái đó mà lậu tăng thêm thôi, mình hiểu nghĩa thôi. Rồi nên gọi nó hữu lậu. Hữu lậu là gì vậy thôi, chân chẳng có gì cả. Các vị thấy rất đói đúng không? Đó. Hết giờ cái này phải bữa sau không hiểu nổi. Tại nó rất là khó hiểu, nhưng tôi biết nó rất là khó hiểu chứ không phải là giờ hiểu không. Tại mình phải mỗi đọc cái giải thích đó mình cũng không hiểu, mà lúc mình cũng chẳng hiểu, chỉ hiểu cách nôm na đúng không. Tu lậu là gì? Các pháp hữu vi trừ đạo đó và tùy tăng, tùy vào đó mà nó thêm lên là thêm lên cái gì. Cho nên là từ từ mỗi sao cũng hiểu, nên chúng tôi muốn không muốn nói nữa, tại nói ra thì nó tâm nó đơn chừng mất. Bây giờ còn mấy phút các vị câu hỏi gì không? Đó, do cái hữu vi và vô vi á là cái tổng quan chính mình nghiên cứu cho chính rồi mình mới vô từng pháp. Đó, riêng vào cái phẩm thứ nhất này, phân biệt giới này á, là mình sẽ học rõ vào cái sắc pháp. Cái phần chính yếu là phần sách pháp, từng sách pháp của 11 năm căn, năm cảnh và vô biểu đúng không? Vô biểu sách và ba cái vô vi. Cái vô vi mình giải thích là tức là hơn không vô vi, trạch diệt vô vi và phi trạch diệt vốn. Tức mình học được là 14 pháp chính trong cái phẩm công việc pháp giới này. Tại hôm trước các vị chép là 75 pháp trong cái bộ luận công sách, nó 75 pháp. Thì trong cái phẩm thứ nhất này mình sẽ hiểu thế nào là hữu vi, thế nào là vô vi, thế nào là hữu lậu, thế nào là vô lậu. Và mình sẽ hiểu rõ vào cái từ sách. Tức trong năm uẩn á, ngũ uẩn á, và uẩn, xứ và giới. Đó là những cái điều mà mình sẽ học trong cái phẩm phân biệt giới này. Tức uẩn như thế nào? Tứ đại, đại nghĩa là gì? Sau đây mình gặp tứ đại, mà đại nghĩa là gì? Cái chữ đại nó có nghĩa là gì? Đó, bốn cái đại này tại sao nó bao gồm trong tất cả vũ trụ, vạn vật, vờ mạch vật chất, thọ tưởng hành thức. Và đặc biệt là khi mà mình nghiên cứu tới cái chữ sách á, sách thọ tưởng hành thức á, thì có liên quan đến sách pháp. Tức là 11 sách pháp đúng không? Năm căn, năm cảnh thì các vị hiểu rồi, nhưng mà tại sao vô biểu sắc nó còn có vô biểu, thì những cái bộ lượng khác họ có chấp nhận hay không? Vô biểu là cái chưa hiện ra bên ngoài, cái còn tư duy. Cũng như vô biểu nghiệp, ở biểu nghiệp và vô biểu, biểu nghiệp, biểu sắc và vô biểu, biểu sắc. Tức biểu là gì? Là cái đã biểu hiện bên ngoài, nó đã trở thành hành động. Mà cái hành động đó, theo cái luận này, cái hành động đó, nó bắt nguồn từ đâu? Tự ý mà nó tư tưởng nó. Thì đây là cũng là một trong những cái điều mà nó khác với những bộ luận khác. Nó khác với những bộ luận khác. Đó, thì mình học như vậy mình biết được những cái điều mới. Thì theo quan điểm của câu sáu luận này, thì dạy 75 pháp thì mình sẽ vào trong từng phần, rồi vô cái
thống thiền miên thì mình sẽ gặp những cái mà của tâm sở 46 của tâm sở 46 tâm sở thì tâm sở bất thiện và tâm sở thiện như thế nào thì mình sẽ nghiên cứu từ từ cho các vị có khỏi mới đây mình chép những cái tâm quát thôi. Các vị hỏi là cái tâm này là gì, tàm là gì, quý là gì thì từ từ mình vô mình sẽ gặp trong luận điều định nghĩa rõ, điều định nghĩa rõ, đừng có vội. Thì muốn hết nhanh là hết nhanh thôi, mình học tông quét thì cũng hết nhanh thôi. Đó. Dạ. Đó. Thì tùy theo mình học thôi chứ không sao hết. Giờ mình nếu mình đi những cái điểm chính đó thì mình học những điểm chính, còn nếu đi mà đi tiếp thì mình học những chi tiết. Dạ. Thì thôi bây giờ chúng ta nghỉ rồi ạ. Tiếp khi tới chúng ta sẽ học cái hữu vi và vô vi. Tại sao là gọi là hư không vô vi? Thế nào là vô vi, thế nào là hư không, thế nào là trạch diệt và thế nào là phi trạch. Trạch diệt, dạ, A Di Đà Phật. Vậy là xin kính mời đại chúng Đức Già Đỡ hồi hướng một đức nhờ. Nguyện đem công đức này hướng về công đức.